Vâng, gửi lời chào tới các anh em. Một cái video ngắn về cái dòng bán nguyệt, dòng kẹp đi bẫy cò. Hiện tại thì cũng tới vụ cò của các bác anh em rồi. Thì hôm nay em đăng tải một chút về những cái dòng kẹp cò hiệu quả nhất và giá rẻ. Thì bên cơ sở em là bên cơ sở chuyên chế bàn kẹp để dành cho các bác đi bẫy cò, bẫy chim, cũng như là bẫy chuột rừng, bẫy sóc. Thì cái mẫu bán nguyệt này đang là một cái mẫu kẹp rẻ nhất và hiệu quả nhất. Đây em sẽ để 3 mẫu kẹp để các bác nhà mình được xem nhé. Đây là cái kẹp bán nguyệt răng này. Cái này dành cho các bác đi bẫy sóc, bẫy chuột rừng là các bác sử dụng cái này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có độ sát thương cao nhé. Bởi vì nó có răng. Có răng này. Và cái kẹp bán nguyệt chủ yếu dành cho các bác anh em đi bẫy cò là cái mẫu bán nguyệt này. Bán nguyệt này thì sẽ có một loại em chế bàn và một loại chưa chế. Các bác anh em xem một chút video nói giá luôn, để các anh em nhà mình nắm được cái giá của nó sẽ là bao nhiêu nhá. Cái kẹp bán nguyệt này thì em có cỡ to và cỡ nhỏ này. Đấy, cỡ to và cỡ nhỡ nhá, chứ không phải cỡ nhỏ đâu. Các anh em các bác nhìn như này thì chắc là biết ngay này. Cái này là nhỏ hơn nhá. Cái này phù hợp để các bác anh em đi rừng đánh chim này. Cái này là đánh cò và đánh vạc này. Đấy, cái cách làm em chia sẻ rất chi là nhiều lần rồi. Rất chi là dễ làm. Các bác anh em có thể mua cái kẹp trơn này về để tự chế. Chế thì nó có rất nhiều cách chứ không phải là độc cái lưới như này đâu. Có bác chỉ cần uốn một thanh sắt thôi đã được thành cái bàn rồi. Đấy. Cái này thì nhà em làm với cái lò xo riêng nhá. Nếu như các bác anh em đi ra chợ hoặc mua chỗ khác thì sẽ không được có cái lò xo to như thế này. Đây là cái lò xo hàng đặt. Đấy. Cái kẹp thì chất liệu thì sẽ bằng thép. Thép cứng và bền nhất. Đây. Cái này thì bên cơ sở em đang gửi tới các bác anh em là có 80.000 đồng một chục thôi. Giá rất chi là rẻ. Nhưng mà khi các bác anh em mà mua 1-20 chiếc ấy thì sẽ mất phí ship. Ví dụ như mua 20 chiếc là sẽ mất 40.000 tiền phí ship. Đấy. Còn nếu như mua 50 chiếc thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn nhé. Miễn phí ship trên toàn quốc 50 cái. Đấy, cái kẹp trơn này 80.000 đồng một chục. Còn đối với cái kẹp mà em đã chế bàn sẵn sàng về các bác anh em chỉ việc đi đánh nhé. Như cái kẹp bán nguyệt nhỡ này, đã chế bàn rất chi là gọn gàng, đẹp về các bác anh em chỉ việc đi chế thôi, à đi đánh thôi. Nó có giá sẽ là 10.000 đồng một cái. Đây là 10.000 đồng một cái này. Chất liệu thép thì đều như nhau nhá. Lò xo đều to khỏe như vậy, nhưng mà cái vành này nó sẽ nhỏ hơn này. Cái độ mở ra của nó thì chỉ có 16cm thôi. Và cái chiều ngang rộng này thì sẽ là 12. Đây là kích cỡ nhỏ nhá. 10.000 đồng một cái con lưới. Các bác anh em mong sao để em xem cái video này thì sẽ lắm bắt rõ nhá. Bởi vì khi gọi điện tới các bác anh em cứ bảo là tưởng là to giá như vậy. Đấy, cũng mong là các bác anh em xem kỹ. Cái này 10.000 đồng một cái này. Cỡ nhỡ nhá, không phải cỡ to đâu. Và cái to. Đây là cái to. Cái to để đánh cò, kẹp chân cò, chân vạc này. Cái này thì sẽ là 12.000 đồng trên một chiếc. Cỡ to. Kích thước 18-16, đánh cò, đánh vạc, đánh chim, đánh chuột. Đấy, đều được. Lò xo rất chi là to và khỏe. Và khi các bác anh em nhà mình mà xem được cái video ngắn này mà đang cần tới cái dụng cụ này, hãy liên hệ trực tiếp tới em. Đầu số điện thoại của nhà em thì sẽ là số 0865 692 498. Và số điện thoại nữa là số 0943 609 983. Em đã tư vấn và gửi đến tận nhà các bác anh em khi đang cần cái mẫu kẹp bẫy cò này. Đấy. Một loại là 12 nhá, một loại là 10.000 một cái nhá. Cái chế bàn hết rồi đấy. Cạm nó làm chuẩn đẹp. Đấy, các bác anh em nhìn tay chân em này lúc nào cũng làm cạm. Đen, bẩn. Để làm được một chiếc kẹp cho các bác như thế này thì cũng qua rất nhiều cái quá trình thì mới được một cái kẹp tốt. Để các anh em để mình đi đánh làm sao cho có độ bền cao. Hãy liên hệ trực tiếp tới nhà em nhé. Gửi đến tận nhà các bác anh em khi các bác anh em mà cần. Kẹp bẫy cò siêu hiệu quả, kẹp bán nguyệt và giá thật sự là rất chi là rẻ. Đấy, các bác anh em có mua 50 cái về giải đến mấy vụ. Dùng xong lại cất đi nhé, lại dùng vào vụ sau. Kẹp chế bàn 50 cái miễn phí ship trên toàn quốc. Giá tận xưởng luôn. Giá rất chi là rẻ. Đấy. Em thì chuyên cung cấp xỉ lẻ khắp trên mọi miền Tổ quốc. Đây là kẹp bán nguyệt răng này. Em cũng xin kết thúc video ngắn nhé. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác anh em ạ.